Chào các bạn, lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Nếu như bạn nào thường xuyên theo dõi channel của mình thì cũng đã thấy là mình có chia sẻ một vài cái video về phụ kiện mà mình sử dụng cho những thiết bị mà mình đang dùng, từ những chiếc máy ảnh như kiểu là A6004, A7 Mark 3, A7 Mark 4 cho đến những cái GoPro 9. Thì ngày hôm nay cũng liên quan đến chủ đề phụ kiện, mình sẽ chia sẻ thêm một cái phụ kiện nữa dành cho một cái thiết bị mà mình nghĩ là rất nhiều anh em quan tâm, đó chính là Flycam. Cùng vào video nhé. Cái phụ kiện đầu tiên mình muốn chia sẻ đó chính là một chiếc dây silicone để cố định cánh quạt. Nó đây, đó. Tại sao nó lại sinh ra cái phụ kiện như này? Thì để mình giải thích một chút nhé. Mình đang sử dụng một chiếc DJI E2S. Về cơ bản thì nó cũng khá là giống form của cái DJI Mavic E2 năm ngoái mà mình sử dụng. Thì cái này khi mình dùng ấy, nó có một cái điểm mà mình cảm thấy tương đối là khó chịu. Đó là khi mà các bạn gập tất cả bốn cái chân càng nó vào nhé. Đây, như mình đang làm đây. Rồi. Rồi. Thì các bạn để cái này vào trong ba lô thì sẽ gặp cái tình trạng là gì? Tất cả những cái cánh quạt này này. Các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ có thể kiểu đấy, quay đi quay lại hết sức là tự do. Tức là khi các bạn cất vào trong ba lô thì đôi khi nó sẽ cấn vào ba lô của mình, hoặc là lúc mà các bạn lấy ra tháo vào gì đấy cảm thấy rất là khó chịu. Và mình cảm thấy là cái việc mà kiểu nhiều khi nó cứ lỏng lẻo kiểu này này để rất là khó chịu. Và mình nghĩ là tại sao không có một cái thiết bị nào đấy hoặc là một phụ kiện nào đấy nó sẽ cố định được cái cánh quạt khi mà chúng ta cất đi chẳng hạn. Thì vô tình thế nào đấy mình tìm trên Shopee mà lại ra được một cái phụ kiện có tác dụng như thế, và đó chính là cái dây này. Cái dây này thì nó được làm bằng silicone loại dẻo, rất là nhẹ, rất là gọn, cực kỳ linh hoạt. Và tác dụng của nó như mình đã nói ở đầu là nó có thể cố định được cánh quạt bằng cách là gì? Khi các bạn đã thu bốn cái dây càng vào nhá, thì các bạn chỉ việc dùng cái dây này quấn xung quanh từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên, bất cứ hướng nào cũng được. Đó. Và cố định nó vào là xong. Đây. Đây là sau khi mà mình đã cố định cái dây silicone này vào chiếc DJI E2S của mình. Và các bạn thấy đến giờ ấy, tất cả những cái cánh quạt nó đều được cố định luôn vào cái dây silicone đấy, và nó không bị gọi là kiểu tự do chạy nhảy xung quanh. Và khi mà các bạn cất vào trong ba lô hay là kiểu cầm nắm cả này cực kỳ gọn gàng, cực kỳ dễ. Đó, nhìn thấy không? Cực kỳ gọn đúng không? Cái này thì trên Shopee nó cũng có một vài cái cỡ dành cho những cái chiếc như kiểu là E2 hay là E2S mình đang sử dụng này, hay là những chiếc dành cho Mini, Mini SE gì đấy. Thì các bạn cứ lên Shopee, có nhiều giá khác nhau. Và cũng có nhiều loại kiểu như này, nó khác nhau, nó không cứ như là cái dây silicone dạng dẻo như này. Có một số loại thì là nó dạng như kiểu là dạng nhựa cứng, và cái tác dụng của nó vẫn là cố định được cái cánh quạt khi mà chúng ta gập càng vào thôi, không khác gì cả. Đó chính là phụ kiện đầu tiên. Cái phụ kiện thứ hai mà mình muốn nói đến đó chính là một cái vỏ bọc silicone cho chiếc controller. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bản chất cái chiếc controller của cái DJI E2S thì nó được phủ một lớp nhựa nhám màu xám, xám nhẹ đây. Đây, mình vạch ra này, đó. Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy cái controller của mình đã có một cái lớp màu đen, đó chính là do có một cái lớp vỏ nhựa silicone nó bao bọc bên ngoài. Thì cái này có tác dụng là gì? Thứ nhất là nó tăng cái độ thẩm mỹ. Với mình là mình người thích màu đen mà, thế nên là mình thấy cái này trông rất là thú vị. Và thứ hai là nó sẽ chống được bụi bặm, và đặc biệt là chống được va đập. Va đập đây là trong vòng vài trường hợp nhé, các bạn chỉ bị rơi, hoặc là khi các bạn để trong ba lô một vài những cái thiết bị khác nó bị cọ vào, thì đôi khi nếu các bạn không có những cái lớp này thì nó sẽ kiểu bị xước, hoặc là kiểu bị chầy nhẹ, hoặc là bị móp nhẹ gì đó. Những cái đấy là những cái mình đã từng trải qua trong rất nhiều thiết bị rồi. Vậy nên là mình thấy cái việc mà có một cái lớp bảo vệ như này cũng rất là thú vị. Thì cái này nó làm bằng silicone loại dẻo, cực kỳ tiện lợi, tháo ra lắp vào cũng cực kỳ là dễ, không gặp bất cứ một vấn đề gì cả. Ngoài ra thì ở phía mặt bên trên của nó có một cái phần móc. Phần móc này nó có cái hay cái là khi các bạn mua cái silicone này thì sẽ được tặng thêm một cái dây đeo. Cái dây đeo này sẽ có cái móc, và cái móc này sẽ đó, móc vào cái phần chính giữa của cái phần vỏ silicone, thì nó sẽ tạo ra một cái dây chuyền controller như này. Cái này có tác dụng là gì? Cái này thực ra là mình khuyên là các bạn nào mà kiểu mới chơi, bạn beginner ấy, mà kiểu chưa quen thao tác multitask cùng một lúc, việc sử dụng controller rồi việc thao tác nhìn máy bay, thao tác môi trường xung quanh chẳng hạn, thì các bạn nên có một cái dây nhẹ để có thể đeo được cái controller vào
Đó, nhìn mình nha. Đấy, các bạn thấy không? Thì khi các bạn sử dụng flycam ấy, thì các bạn sẽ có một cái gọi là đảm bảo là cái controller này nó luôn luôn ở trên cổ mình. Nếu các bạn mà có một cái bất chắc gì đấy mà các bạn buộc phải bỏ controller ra chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần thả tay ra và các bạn sẽ rất là rảnh tay, controller vẫn nằm ở trên cổ mà không một vấn đề gì cả. Nhưng mình bây giờ thì mình không sử dụng cái dây này nữa bởi vì mình cũng quen thao tác rồi. Nhưng mà hồi trước, cái hồi mà năm ngoái khi dùng cái Mavic E2 thì mình thường xuyên đeo cái này. Bởi vì mình có cái thói quen là kiểu khi mà cất cánh hay là hạ cánh flycam ấy, thì mình đều giữ bằng tay. Để giữ bằng tay ấy, các bạn biết cái thao tác này đúng không? Vậy nên là khi các bạn đeo cái dây này vào thì cái controller của mình có thể bỏ controller ra và để bắt flycam lên hoặc xuống rất là đơn giản, không bị ảnh hưởng gì cả. Đó, thì đấy chính là cái phụ kiện thứ hai. Cái phụ kiện thứ ba và cũng là phụ kiện cuối cùng mà mình muốn nhắc đến, đó chính là hai chiếc túi đựng. Hai cái túi đựng này thì thực ra là nó cũng khá là thú vị, và với mình, do mình là kiểu khá là cẩn thận, thế nên là mình mua. Còn thực ra cái này bạn nào mà không thích hoặc là không cần thì cũng không mua, cũng không sao đâu. Cái túi đựng này thì nó có cái tác dụng là gì? Thứ nhất là nó sẽ đựng được cái thiết bị flycam và controller của các bạn vào trong túi, và khi các bạn đưa nó vào trong cái lô thì sẽ tránh được va đập. Và thứ hai là nó cũng gọi là kiểu bảo vệ được những kiểu bụi bặm các kiểu ấy. Bởi vì là cái hay ở cái túi đựng này, nó chính là phần mặt bên trong nó được phủ một cái lớp vật liệu nhung không bám bụi và nó rất là sạch, và mình rất là thích, cực kỳ thích cái lớp nhung này luôn. Mình bản thân sờ vào đã thích rồi nhá, không nói gì đâu. Thì khi mà các bạn cho thiết bị vào bên trong ấy thì các bạn đã được cảm thấy là rất là an tâm rồi. Thiết bị mình được bảo vệ bởi một cái lớp vải nhung rồi, khi mà đặt trong ba lô lại có nhiều cái lớp mút chống xốp nữa, thế nên là sẽ không bao giờ cảm thấy là kiểu bị sợ va đập, bị xước, bị móp hay là bất cứ một cái tác động vật lý nào từ bên ngoài. Đó, thì với cái túi này, như mình vừa mới cho cái body của chiếc E2S vào bên trong đấy, thì bên ngoài của nó là dùng cái dây thít đó. Thấy xong, trông cực kỳ gọn, và khi mà để vào trong ba lô các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ rất là gọn luôn. Cái này thì cái bên ngoài của nó thì là lớp vải đen có in cái logo của DJI kèm chữ Mavic, nhìn mà phát biết luôn là dành cho flycam. Thì ở đây mình có mua hai cái, một cái là dành cho body và một cái dành cho controller. Và cái túi này dành cho flycam cũng là một cái mà mình cực kỳ recommend các bạn khi các bạn chơi flycam nên có. Nhìn chung thì flycam nó cũng không có quá nhiều những cái phụ kiện, bởi vì các bạn cứ hiểu là bản chất nó là một cái thiết bị bay trên trời, mà khi bay trên trời thì chúng ta phải cố gắng tiết kiệm hết sức có thể cái phần trọng lượng, nên là mình không build thêm quá nhiều thứ. Thực ra thì trên mạng và trên Shopee có rất là nhiều những cái phụ kiện khác, nó như kiểu là cái chân đế, mình nghĩ là gì, chân đế dành cho những cái càng này để nó tránh chạm trực tiếp xuống mặt đất, hoặc là những cái tấm bạt để có thể hạ cánh, vân vân, rất nhiều thứ. Thì cái đấy tùy thuộc và cái nhu cầu và cái sở thích của các bạn mà thôi. Còn với mình thì mình chỉ sử dụng ba cái phụ kiện này có trong khuôn khổ của video ngày hôm nay. Bạn nào có thêm những phụ kiện hay ho dành cho flycam thì comment ở phần bên dưới giúp mình có thể tham khảo thêm, có thể biết đâu mình sẽ mua thêm để sử dụng. Đó, thì hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn lựa chọn thêm, có thêm kiến thức cho những phụ kiện mà mình sử dụng cho flycam. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại trong video tới.